Vâng, xin chào tất cả các anh chị mình ha. Hiện tại em đang có mặt tại đường Tây Hòa 05 nha các anh chị. Thì hôm nay em có một miếng đất rất là đẹp, giá cũng khá là ok nha các anh chị. Em muốn giới thiệu cho các anh chị coi, nên là các anh chị hãy cùng theo dõi đến hết video với em ha. Và trước màn hình các anh chị thấy thì là con đường quốc lộ 1A nha các anh chị. Và chỗ này, đoạn này là trung tâm của xã Tây Hòa luôn các anh chị ha. Thì nơi đây thì đầy đủ mọi tiện ích sống luôn rồi. Miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho các anh chị, cách cái đoạn đường này chỉ đúng 1 km thôi nha các anh chị. Đó, và phía bên lùm cây to to bự đó là nhà thờ Lộc Hòa bên đó nha các anh chị. Đó, nhà thờ Lộc Hòa đó ha. Thì các anh chị cũng biết rồi, chỗ nào mà có nhà thờ thì chỗ đó dân cư kéo về rất là đông luôn. Và đầu đường này còn có bách hóa xanh nữa nha các anh chị. Nói chung đầy đủ mọi tiện ích luôn ha. Và bây giờ mời các anh chị hãy cùng với em đi vào tham quan miếng đất nha. Đây, như trên màn hình các anh chị thấy ha, dân cư ở hai bên đường sát nhau luôn nha các anh chị. Nói chung là dân kín và cũng có buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ nữa các anh chị ha. Toàn bộ đường từ ngoài quốc lộ 1A đi vào miếng đất của mình thì là đường nhựa và một phần là bê tông nữa các anh chị ha. Trong tuyến đường này thì nó cũng đầy đủ mọi tiện ích luôn, như là trường học, trường tiểu học nè, trường trung học cơ sở. Còn có cả Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa nữa các anh chị ha. Đây là Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa nè. Đó, thì quanh cái miếng đất của mình cũng có rất là nhiều nhà xưởng. Nói chung là cũng đáp ứng về nhu cầu công ăn việc làm cho mình rất là ok luôn nhé. Thì miếng đất này nói chung là phù hợp để cho các anh chị có thể mua đầu tư cũng được, và mua ở cũng được ha các anh chị ha. Đây, kế bên xưởng này có con đường thì mình sẽ rẽ trái vô nha các anh chị. Xưởng này là xưởng điều, làm về hạt điều á các anh chị ha. Bên trong này là dân cũng khá là đông đúc luôn nè các anh chị. Dạ, thì hiện tại em đã tới được cái vị trí của lô đất rồi các anh chị ha. Lô đất ngay kế bên căn nhà luôn ha. Tính từ mép căn nhà chạy qua bám đường là 5m và sâu xuống là 26m nha các anh chị. Đường trước đất thì là đường bê tông ha. Dân cư người ta cũng ở xung quanh rồi. Và tổng diện tích miếng đất là 130m2. Đất phun thổ cư luôn, sổ hồng riêng sẵn sổ. Đang được bán với giá là 980 triệu nha các anh chị. Từ vị trí đất của mình mà đi ra đường Tây Hòa 05 á, chỉ có 400m thôi. Và dọc theo Tây Hòa 05 đi ra quốc lộ 1A là chưa tới 1 km luôn các anh chị ha. Chỉ có 950m thôi. Và 2,3 km là ra tới khu công nghiệp Bầu Xéo nha các anh chị. Thì cách quốc lộ 1A chỉ có chưa tới 1 km, nên các tiện ích cũng trong tầm bán kính 2 km đổ lại là đầy đủ mọi tiện ích luôn các anh chị ha. Đây, dân cư thì xung quanh san sát nhau luôn. Thì các anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này thì liên hệ với em theo số điện thoại em để ngay trên góc trái màn hình ha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những clip tiếp theo.